Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Định Soạn Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Oan Hồn Dưới Giếng của tác giả Hà Dương à, Thưa quý vị, trong tập số 1 thì chắc hẳn là quý vị cũng đã biết được Cái câu chuyện của chúng ta đang đi theo một cái hướng như thế nào à, Ở tập số 1 thì chắc hẳn là quý vị đang có những cái suy đoán Về cái chết rất là bí ẩn của nhân vật Thanh Trong một đêm mà mang trà lên cho chồng Và cô đã bột cột bất tích và bị chết ở cái giếng làng và rồi cái chết đầy bí ẩn của cô đã trở nên một cái uh, đã gây nên rất nhiều những cái nghi ngờ những cái đồn đoán có người cho rằng uh, uh, cô bị uh, yêu tinh giếng giết chết và rồi cái sự thật cái câu chuyện chết của nhân vật thanh này sẽ diễn tiến như thế nào và nó sẽ mở đầu ra cho những cái câu chuyện là tiếp theo diễn biến sau đó và sự thật về cái chết của thanh sẽ như thế nào thì chúng tôi mời quý vị cùng chúng tôi đi hết 6 tập của bộ truyện rất hay này của tác giả Hà Dương Để chúng ta tìm hiểu ra uh, nguồn gốc cái chết đầy bí ẩn của nhân vật Thanh Cũng như là số phận của tất cả những câu chuyện, những nhân vật trong câu chuyện này Một lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn đến quý vị và chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 2 qua phần diễn đọc của Hà Đình Soạn xin ân hành giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện oan hồn dưới giếng của tác giả Hà Dương có phần diễn đọc của Đình Soạn tập 2. thuận nghe bà nhắc đến cảnh trúc lập tức tỉnh táo trở lại cậu chạy vội ra thì thấy cảnh trúc đó giống hệt với cảnh trúc thanh vừa đặt vào tay của cậu cậu cầm cảnh trúc lên cứ như vậy một mạch đi thẳng tới nhà của tân thuận tự nhiên trở nên hằng hái cậu không biết điều gì thôi thúc cậu làm điều ấy nhưng cậu rất mong thanh được trở về nhà qua cách nói chuyện của thanh thì thuận cũng hiểu cô gái này coi ngôi nhà ấy là nhà của mình mà nhà đó là nhà của thanh cũng đúng bởi lẽ cô đã được gà làm vợ của tân cũng đã mấy năm trời thật cầm cành trúc đi tới trước ngõ của nhà tân gió thổi lá khẽ đung đưa bất chợt bên tai của cậu vang lên tiếng chuồng khẻ khẽ cậu lắng tay nghe đầu óc bỗng nhiên mơ màng cậu thanh niên này sao lại ngồi ngay ra đây vậy bà cụ lay vào người cột thuật rồi hỏi Cậu đưa tay lên ôm lấy đầu rồi nhăn nhó Sao cháu lại ở đây Chẳng phải cháu đang ngủ ở nhà sao Cậu say mất rồi đó Nhà cậu ở đâu Chắc cậu mới đi đám cưới nhà ông Mai có phải không Thuật mơ màng nhớ lại chuyện đám cưới rồi tự hỏi Nhưng tại sao cháu lại đến đây Cháu đã về nhà từ sớm rồi mà Hai người đang nói chuyện thì Thủy xuất hiện Cậu ngạc nhiên khi thấy Thuật Ờ sao anh Thuật anh lại ở đây Thuật nhìn vào trong sân nhà Tân Đám cưới đã tan từ lúc nào Giạp ở ngoài sân cũng đã được thu dọn Trong nhà còn vài người họ hàng thân cận Ở lại phụ dọn dẹp Cậu cố gắng căng mắt nhìn xuyên qua cánh cửa Vào khu vực thờ nhà Tân Tấm rèm che ban thờ của Thanh cũng đã bị thu lại Cảm giác lạnh lẽo bỗng dưng ập đến Dường như tấm hình đen trắng trong nhà Bỗng dưng phát sáng Bà cụ nhìn theo hướng mắt của Thuận rồi trao mày Có chuyện gì thế? Thuận cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra trước đó Nhưng đầu óc của cậu bây giờ chỉ còn một khoảng không trống rỗng Bà cụ chống gậy chậm rãi bước thẳng ra đường lớn Cô lầm bầm mấy từ ở trong miệng Thuận nghe không rõ Nhưng mà đầu óc dường như tỉnh táo hơn đôi chút Cậu chào thì rồi chạy theo bà cụ Bà ơi, có phải bà nhìn thấy điều gì đó trong nhà ông Mai phải không ạ? À? Bà cụ dừng chân lại hỏi Thuật. Vậy cậu nhìn thấy cái gì? Cháu, cháu thấy trong nhà lạnh lẽo, cháu không biết nữa nhưng mà cảm giác không khí rất là âu ám. Cậu gặp ma đúng không? Cái từ ma ấy vốn dĩ trước đây, Thuật không tin. Bởi nếu gặp thì trong chiến trường cậu đã gặp đầy giấy. Cậu lắc đầu nói. Cháu chưa bao giờ gặp ma vậy thì lạ lắm tôi cảm giác như cậu đã bị con ma nữ đã quấy dậy. tuy tôi không biết chuyện gì nhưng cậu hãy cẩn thận thì hơn bà cụ bước lên một bước rồi đột ngột dừng lại nói nếu như sau đêm hôm nay cậu còn mơ thấy ma quỷ hay những chuyện gì lạ lùng thì tới gặp tôi tôi có cách để giúp cậu thoát khỏi những ám ảnh đó nhà tôi ở trong xóm này cứ hỏi cụ bảy là người ta chỉ cho Thuận vâng dạ rồi dạo bước về nhà Mẹ cậu thấy con trai về thì bèn hỏi Con sao thế Tự nhiên cầm cành trúc chạy thục mạng đi Mà cành trúc của ai Sao tự nhiên lại cắm cành trúc lên cửa vậy Thuận ngần người ra hỏi lại Cành trúc nào vậy mẹ Ô hay Mẹ vừa về nhà thì con lao ra cầm cành trúc cắm trên cửa Rồi một mình chạy đi Giờ con lại hỏi mẹ thì biết làm thế nào Thuận hơi nghiêng nghiêng cái đầu có lục lọi lại trong trí nhớ, nhưng mà không có chút ấn tượng nào về chuyện đó. Mẹ Thuận liền xua tay nói. Thôi bỏ đi, chắc con uống rượu quá cho nên là say chẳng có nhớ gì cả. Con ăn gì để mẹ đi chợ nấu cơm? Thuận nhìn mẹ rồi hỏi lại. Con đã cầm cành trúc đi thật hả mẹ? Cành trúc như thế nào ạ? À? Thì là cành trúc thôi con. Thuận không hỏi thêm mà lào đảo bước về phòng cậu không sao hiểu nổi hành động của mình chuyện cậu gục ngay ngõ của nhà tân cậu không tài nào có thể hợp lời giải thích dường như một phần ký ức của cậu đã biến mất cậu càng cố nhớ lại thì cậu càng thấy mơ hồ vài ngày sau thuật không hề mơ thấy giấc mơ lạ hay là gặp ma như lời của bà bảy đã nhắc trước đó tuy nhiên có điều thi thoảng cậu vẫn bị ám ảnh bởi giấc mơ cô gái Nằm úp mặt dưới nước mấy hôm trước, cậu cố gạt hình ảnh giấc mơ ra khỏi đầu để chuyên tâm làm việc. Tới hôm đó, cậu trở về nhà khá muộn, đường quê vắng vẻ, gần như nhà nhà đều đi ngủ, hiếm hoi lắm mới thấy ánh đèn dầu lờ mờ hắt ra từ bên nhà ven đường. Chiếc xe gắn máy đi chậm chậm trên đường làng, thuật thả mình thư thái với không gian im ắng nơi làng quê cứu tôi với có có ai không ạ à? tiếng kêu chói tài của ai đó vang lên đập vật tai của thuật cậu đưa mắt hướng về phía có tiếng kêu chiếc xe chuyển hướng lao vun vút về phía có tiếng kêu đó phía trước xuất hiện một bóng người chạy thục mạng về phía của thuật cậu rướn tay ga thật nhanh tới đó có chuyện gì vậy thuật cất tiếng hỏi người thanh niên thở dồn dập nói cô ma, chạy đi Thuật nhíu mày đáp Ma ở đâu Người thanh niên chỉ tay về phía sau lưng Cây giếng Cây giếng đó có ma đó Thuật nhìn theo cánh tay của cậu thanh niên Trời tối cho nên cậu không thấy bất cứ thứ gì đặc biệt ở nơi đó Cậu liền chấn an Được rồi chắc cậu thần hồn nát thần tính chứ gì Ma quỷ ở đâu ra Không anh Thuật ơi Mà nữ thật đấy Tóc nó dài lắm Nó ngồi ngay ở miệng giếng Chỗ chỗ mà chị Thanh chết khi xưa đó cậu thanh niên nhắc tới thanh khiến cho thuật tò mò cậu hỏi lại cậu chắc chứ có thể cô gái nào đó trong làng thì sao thanh niên kia sợ tái cả mặt khổng muộn thế này rồi làm gì có đứa con gái nào dám một mình ra đó chứ anh biết cái giếng này bị đồn là yêu tinh ám còn gì tầm bậy nào yêu tinh ở đâu ra nhưng mà em nói thật đó em nhìn thấy ma toàn thân của nó trắng toát nó ngồi trên thành giếng chải tóc tóc của nó dài lắm mắt nó mắt nó đỏ rực đó cậu thanh niên ngưng lại vài giây rồi kể tiếp lúc nó hát em nổi hết cả da gà mới co chân chạy mà em cố chạy thì chân em cứ cuống hết cả lên hình như là nó đuổi sát ngay sau chân của em vậy mà may quá em lại gặp anh sợ lắm được rồi cậu lên xe đi tôi chở cậu về người thanh niên vội vã trèo lên xe của thuật thật có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng của cậu ta cho nên tự hỏi liệu có mặt thật không Chờ người thanh niên về nhà Thuận quay xe lại phía con đường cũ Chạy thẳng đến chỗ chiếc giếng Cậu dọi đèn xe tới cảnh chiếc giếng Rồi căng mắt ra nhìn Không có ai ở đó Cậu liền cười thầm Đúng là ngu ngốc mà Vậy mà cũng tin lời cậu ta nói Thuận quay xe trở về nhà Chiếc xe bỗng dưng chìm như thể Có vật gì đó rất nặng ngồi phía sau Cậu cố ghéo tay ga dướn lên Cho chiếc xe chạy nhanh tiếng chuồng khẽ khẽ bỗng đâu lọt vào tay của Thuật Cậu giật mình khi nghe tiếng nói vang lên ở ngay sau lưng Anh cho em quá sang Trời tối, đường vắng, giọng nói ấy là của ai Thuật đột ngột đạp phanh xe dừng lại giữa đường để nghe ngắm Giọng nói lại khẽ khẽ vang lên Anh Thuật, em chỉ muốn quá giang thôi Lần này cậu nghe rõ muộn một giọng nói ấy Thành phải em không? thuật muốn ngoảnh đầu lại phía sau để kiểm chứng sự thật đừng quay lại anh cứ đi đi em đi nhà một đoạn về đầu ngõ nhà em mà thôi thật biết là cô gái phía sau muốn đi đâu cậu nhà chân phanh chiếc xe chậm chậm lướt đi trên con đường một lúc sau chiếc xe dừng như nhậm bẫng thật tò mò dừng lại ngoảnh đầu lại phía sau chẳng có một ai ngồi sau xe của cậu cậu liền trao mày có thực sự là cỗi hay không Hít một hơi thật dài Cậu kéo tay ga thẳng tiến về hướng của nhà mình Bà Thâu vẫn chưa ngủ mà ngồi đứng canh cổng ngóng chờ con trai trở về Từ xa theo ánh đèn của Thuật nhìn thấy mẹ Cậu liền vội vàng hỏi Sao mẹ lại đứng ở đây? Con dặn mẹ là hôm nay cứ đi ngủ sớm Con về nhà hơi muộn rồi mà Con đi đâu mà khuya thế mới về Mẹ lo lắng cho nên không có ngủ được đâu Con lớn rồi còn trẻ con đến đâu mà mẹ cứ lo lớn rồi thì lấy vợ đi cho mẹ khỏi lo hay là con tính cả đời ở vậy vì con thanh nó chết rồi mà có không chết thì cũng không đến với con được đâu con hiểu chuyện đó chứ thuật liền thở dài nói mẹ nói lung tung cái gì thế con và thanh là quá khứ rồi mẹ thuật liền đóng cánh cửa lại rồi chậm rãi bước vào trong nhà phía bên ngoài lập lờ cái bóng trắng lướt qua lướt lại ở ngoài cổng Những ngày sau đó Chuyện cái giếng xuất hiện man nữ bị đồn khắp cả làng Từ trẻ con nghe tin thì sợ xanh cả mắt Người lớn lại lấy cớ đó để thiêu dệt lên hàng trăm câu chuyện Để dọa các con của mình tránh xa cây giếng nước Trong làng bỗng như xuất hiện một nhóm anh hùng 17 tuổi Đứng đầu nhóm anh hùng ấy là thằng Măng Thằng này nổi tiếng nghịch ngợm từ nhỏ Nó là một thằng bất trị, chuyên trộm vật nhưng lại trộm cắp của nguyên tắc nó không lấy tiền của nhà không ăn trộm của hàng xóm không ăn cắp của người già và người nghèo đối tượng của nó nhắm đến toàn là những người giàu và những người bản tính hẹp hòi và ích kỷ nhóm của nó có bảy thằng toàn tầm tuổi của nó hoặc là chênh nhau một hai tuổi thằng măng nghe tin ma nữ xuất hiện tại chiếc giếng yêu tinh dọa người cho nên bàn bạc với đồng bọn lên kế hoạch để bắt ma nữ trừ hại cho dân làng Thằng Huy là em trai út của Huê Cũng thuộc thành phần nghịch ngợp ở trong làng Nó mới tham gia nhóm của thằng Măng được ít hôm Thằng này tuy ít tuổi nhưng cái đầu lại lanh lẹ và thông minh nhất nhóm Nó bàn với cả nhóm Sợ này mà sợ nhất là máu cho mực Phải bây giờ muốn thu phục con ma nữ ấy Phải chuẩn bị máu cho mực mà tiêu diệt nó Thằng Măng lập tức ăn trộm được con chó mực mang về Cả bọn hề hục chọc tiết lấy máu chó đường trong ba chiếc chậu thau phân công ba thằng bê tới trước giếng nước để chở mà nữ thằng huy thì lên núi chặt mấy cành dâu nếp về để bắt mấy thằng trẻ con ở trong xóm tập trung đứng đái vào đó để làm phép cho cành dâu trừ ma xong xuôi tất cả tập trung trên giếng nước từ chập tối mai phục thời gian dần trôi đi canh tí sắp qua mà man nữ chưa xuất hiện thằng măng nóng ruột nói có khi nào con ma nữ này nó sợ chúng ta cho nên là không có dám xuất hiện không? Không đâu, ta hỏi hết những người nhìn thấy con ma nữ này rồi Họ đều thấy nó ngồi chải tóc ở chính cái giếng này Ai đi qua là nó đuổi theo Nó bắt được người nào thì người đó về nhà ốm liệt giường Phải mời thầy cúng đến mới khỏi được bệnh đó Thằng Măng liền chép miệng nói Vậy sao muộn thế này rồi mà con ma nữ nó chưa có xuất hiện Hay là nó tu luyện thành tinh rồi Cho nên biết kế hoạch của chúng ta cho nên không tới Cả bọn chờ mãi đâm ra chán nản Có thằng buồn ngủ quá cứ ngáp ngắn ngáp dài Đi về thôi ta buồn ngủ quá Chúng ta chờ mãi chẳng có thêm ma đâu Nhưng mà mẹ tao mà đi tìm thì xác định là tuyết mông đó Thằng Huy liền bật cười Cái đầu nhát chết Muốn làm người hùng thì phải hy sinh chứ Thằng Quân liền thở dài Ta không chờ nữa đâu Bố ta nói hôm nay mà đi qua đêm Thì bố ta tống cổ ra khỏi nhà đó Thằng Măng liền cáu Vậy thì mày về đi Từ mai ta tống cổ mày ra khỏi nhóm Thằng quân hơi sợ thằng măng Nhưng so với bù nó Thì sức ảnh hưởng của thằng măng chỉ là con tép Nó đứng dậy ném cảnh dâu xuống đất Rồi hùng hổ tuyên bố Đuổi thì đuổi bố mày không thèm Nó nói xong hướng thẳng con đường trước mặt mà đi Nó muốn trở về nhà ngủ một giấc Vì hai mắt của nó sắp không thể mà nổi Thời gian dần trôi qua cả nhóm gần như bắt đầu mệt mỏi thằng huy liền hỏi chúng ta có đợi thêm nước không trời sắp sáng rồi đó nếu con ma nữ xuất hiện thì đã xuất hiện rồi thằng măng liền đáp đã đợi đến giờ này thì cố đợi thêm một chút nữa đi nếu mà con ma nó không tới thì tao dẫn chúng mày đi ăn vịt nướng đất cả bọn nghe tới chuyện được đi ăn vịt nướng thì háo hức hơn hẳn thằng quân bỏ về ban nãy bất chợt quay lại cùng đồng bọn thằng măng nhìn thấy thằng quân thì lập tức bĩu môi Sao tưởng muốn về ôm bu bỏ anh em cơ mà Thằng Quân không đáp lại Mà từ từ tiến đến bên chiếc giếng Nó ngồi phịch xuống cạnh chiếc giếng ngẩng mặt nhìn cả đám Thằng Huy trong mày hỏi Sao thế Quân sao mặt mày tái nhợt vậy Thằng Quân sụt cánh tay hơi nhếch môi cười Bất ngờ nó ngã ngửa ra sau rơi xuống giếng Cả bọn hốt hoảng nhào tới miệng giếng ngó nghiêng Chết rồi sao thằng Quân nó lại ngã xuống giếng Làm sao bây giờ Thằng Huy khẽ dùng mình Khoan đã Tại sao nó lại ngã mà chúng ta không nghe được tiếng tiếng rơi xuống nước vậy Cả bọn quay mặt lại nhìn thằng Huy Chúng nó cứ mãi nghĩ đến thằng Quân mà quên mất vấn đề ấy Thằng Măng liền hét lớn Vậy thì thằng Quân chính là ma Cả bọn lập tức cầm cành dâu sẵn sàng chiến đấu Ba thằng được phân công dùng máu chó tên liền mà nữ Nếu nó xuất hiện căng thẳng nhìn nhau một thằng hăng hái bê nguyên cái chậu máu cho mực rồi thẳng xuống miệng giếng Tiếng nước rồi ào ào xuống giếng vang lên bên trên Thằng măng bỗng nhiên thấy lạnh toát cả người Nó đưa cánh tay sở lên cổ Cảm giác lạnh lẽo lan xuống khắp cơ thể Nó liền hốt hoảng nói Chúng mày có có thấy cái gì không? Cả bọn nhìn thằng măng chỉ thấy khuôn mặt của nó xanh nhợt dưới ánh trăng Thằng Huy vung cảnh dâu lên nhằm thẳng thằng măng mà quất Thằng măng đau đớn gạo lớn Mày điên ở à, cái thằng kia Cả bọn quay lại nhìn Thì thấy khuôn mặt của thằng Huy Cũng đang xanh lẹt vì đáng sợ Phía sau thằng Huy chính là thằng Quân Đang nhuận miệng cười Rồi biến mất nhanh chóng Mà nữ nhập vào thằng Huy rồi Cả bọn vung roi dầu Quất về phía của thằng Huy Thằng Huy muốn đỡ nhưng mà chân tay của nó Như bị ai đó trói lại nó đứng yên chịu trận mưa roi của đồng bọn miệng của nó gào lên đầu đớn. Một lúc sau thằng Huy gục xuống đất, thằng Măng nhanh tay tạt trọng máu cho mực lên người của thằng Huy. Thằng Huy hét lên để đau đớn rồi ngã nằm xoài ra đất. Thằng Măng tiến tới đỡ lấy thằng Huy, cả đám bỗng hét lên. Mà nữ tới rồi! Nói xong cả đám co chân bỏ chạy, bỏ lại thằng Măng đang ôm lấy thằng Huy nằm ở dưới đất. Mà nữ ngồi trên miệng giếng, đôi mắt đỏ rực hướng thẳng về phía của thằng Măng. Mái tóc dài bay bay ở trong gió Từng sợi tóc phật phờ vướng vào mặt của thằng Măng Thằng Măng không một chút sợ hãi Nó liền gần lớn Tao sẽ giết mày Nói xong nó cầm cành dâu lao tới phía màn nữ mà quất túi bụi Rồi bất ngờ cơ thể của thằng Măng mất đà Mà lao thẳng xuống giếng Sáng ngày hôm sau Thằng Măng tỉnh dậy đã thấy nằm ở nhà Nó nhìn lại ngôi nhà của mình Rồi nhìn lại chính mình Có chuyện quái quỷ gì đã xảy ra ở đây Còn ma kia đâu Ai đưa mình về nhà Mà lúc ấy chẳng phải mình đang ngã xuống giếng rồi sao Mẹ nó bước vào lẩm bẩm Con với trà cái Hết việc làm rồi sao Mà tụi bay lại bày ra cái trò ma quỷ dọa người ta thế hả Thằng Măng liền nhíu mày Ai dọa ma quỷ mà sao con lại ở nhà không ở nhà thì mày ở đâu Hay là con muốn làm con ma ở dưới giếng May mà có cậu Thuật cho nên còn cái mạng để về nhà đó Anh Thuật á Mà chuyện là sao con không nhớ gì cả Mẹ thằng Măng kể lại cho nó nghe câu chuyện đêm ngày hôm qua Hóa ra đúng là nó bị ngã xuống giếng thật May mắn cho nó lúc ấy có anh Thuật xuất hiện để cứu nó một mạng Nó liền lẩm bẩm. Sao anh Thuật lại xuất hiện ở đó lúc nửa đêm được chứ Dậy Mày đúng là không có làm được cái trò chống gì cả Suốt ngày chỉ làm cho mẹ mày lo lắng mà thôi Giá mà mày theo học được một trên 10 của anh Thuật Thì mẹ cũng mắt lòng mắt giả lắm Măng nghe mẹ lại ngài bắt đầu cảm thấy ủ tai Nó bật dậy lào đào bước ra khỏi nhà Nó muốn chạy tới nhà thằng Huy xem tình hình đồng đội như thế nào Thằng Măng tới cổng nhà thằng Huy Thì gặp Huy ở trong nhà đi ra Huy nhìn thằng Măng mật tức giận nói Mày còn vác mặt sang đây sao mày sao mày đã dạy hứa em tao thành cái bộ dạng gì rồi chứ thằng măng liền hỏi thằng huy sao rồi chị huê may mà chưa có chết đó dĩ nhiên là thằng huy không chết được bởi thằng măng mới là người bị rơi xuống giếng ngẫm lại thằng măng lại thấy cày cú nó lầm bẩm cái thứ mà nữ khốn nạn ông thề sẽ bắt bằng được mày huê nghe thằng măng nói vậy thì ngạc nhiên vậy là tụi bay bàn nhau đi bắt ma nữ ở giếng làng thật sao Vâng tụi em chỉ muốn bắt nó để trừ hại cho làng mình thôi Mà con ma này xảo quyệt lắm Vì nó mà em bị rơi xuống giếng Con Huệ liền nhíu mày Mày nhìn thấy mặt nó sao là ai mày biết không Thằng Măng lắc đầu Em không thấy mặt Tuy nhiên con ma này tóc rất dài đó Huệ khẽ dùng mình Khiếp tóc dài á Vâng lúc bọn kia bỏ chạy hết Thì mình em ở lại với thằng Huy Con ma nó ngồi ở trên thành giếng đó Tóc nó bay cả vào mặt của em còn huy nghe xong thì bật cười khanh khách xem ra tụi bay thần hồn nát thần tính cả rồi ảo tưởng nó vừa thôi kẻo người ta bảo điên đó ma quỷ ở đâu ra chứ chỉ không tin sao thật mà chị hỏi thằng huy đi chính thằng huy phát hiện ra chuyện này đấy còn mà nó biến thành thằng quân lừa tụi em lúc nó rơi xuống giếng mà không phát hiện ra tiếng động cho nên là thằng huy nó tinh ý phát hiện ra đấy được rồi chị mày còn đi có việc tốt nhất là mày để yên cho thằng huy đừng có dẫn nó đi chơi mấy cái trò trộm cắp nữa Người khác bị nói vậy chắc sẽ giận lắm Nhưng mà thằng Măng lại lấy đó làm tự hào Trước này nó trộm cắp nhưng mà công khai Thậm chí nó còn trộm của nhà nào còn thông báo cho họ biết Lý do họ bị mất trộm Nó học theo kiểu các anh hùng thời cổ Cướp của nhà giàu chưa cho người nghèo Bởi vậy nên trước khi nào nó thấy xấu hổ vì hành động của mình Ngoài cái tội hay trộm cắp của kẻ giàu mà xấu ra Thì nó thấy nó là người hội tụ toàn bộ mọi đức tính tốt Huy đi làm Thằng Măng lèn vào trong nhà gặp thằng Huy Sắc mặt của thằng Huy không tốt lắm Khắp người của nó nốt lằn ngang dọc Do roi dâu quất phải đêm qua để lại Thằng Măng thấy bạn bỗng nhìn ấy náy Xin lỗi Ta không ngờ con ma nữ ấy nó lại ác như vậy Mà mày cứ yên tâm đi Tao nhất định sẽ bắt bằng được nó về Để xử tội dồn cả thể Ánh mắt của thằng Huy lóe lên một tiếng nguy hiểm Mày có cáo kiến gì không Ta cũng cầm cái con này lắm nó làm ta bị ăn một trận mưa roi thâm tím cả da thịt thiết này Thì ta làm sao nuốt trôi được cơn giận chứ Thằng Măng liền lắc đầu đáp Tạm thời thì chưa Nghe có vẻ như là con ma này rất mạnh đó Nó chẳng sợ cảnh dâu lẫn cả máu chó đâu Thử gặp thầy Mo xem sao Tao nghe nói là bà Mo gần nhà chị tao đó Rất giỏi cái chuyện thu phục mấy con ma như vậy Thằng Măng sáng quắc và reo lên Tốt quá Thế mày tới gặp bà chị ấy xin giúp đỡ đi Kiểu gì bà ấy cũng có cách thu phục con ma này Chiều hôm đó hai thằng rủ nhau tới nhà bà Bảy Bà cụ không có ở nhà Hai thằng chờ một lúc lâu không thấy bà cụ về thì bèn thất vọng Lúc tới ngõ nhà ông Mai Thằng Huy kéo thằng Măng Vào nhà bà Mai chơi không Nhà bà ấy là có cây khế ngon lắm Thằng Măng nghe thấy ăn là mắt sáng cả lên Nó thèm nhất là món khế nhà bà Mai món này gọt cành chấm mắm cái thì còn gì ngon bằng nó nuốt nước bọt ở ngực khi nghĩ tới cái món khoái khẩu này tuy nhiên nó lại hơi chùn chân này ông mai bắt được là gãy chân đấy ông ấy làm công an chứ trả đồ ở đâu ai lại đi ăn trộm nhà công an cho bị bắt tao đâu có giải đồ ngu thế bà huê bây giờ làm dâu nhà này rồi tao vào xin bà chị gái mấy quả khế thôi mà thằng măng sung sướng đáp Đi vậy thì đi nhanh lên Ta thèm khế mắm cái lắm rồi đó Hai thằng kéo nhau vào nhà bà Mai Thằng Măng nhanh nhẹn Chào thân thoát liền kỳ khế Hái nguyên một rổ Huệ mới trên hợp tác xã về Nó cũng ngồi dầm mắm cái chấm khế ăn ngon lành Cùng với hai thằng em đang ăn thằng Măng thấy đau bụng nó nhăn nhó chạy vội vào sau nhà Một hồi sau thằng Măng ôm cái bụng Đang quằn quại từng cơn đi vòng vòng ra vườn Rồi lại quay lên hiên cửa ngồi Mắt của nó vô tình lướt trúng qua khu vực thờ phụng nhà của bà Mai Nó bỗng nhiên dùng mình gãy ốc nổ lên khắp người Khi phát hiện ra hình ảnh cô gái tóc dài trong bức di ảnh Đang nhìn chằm chằm vào nó Thằng Huy thiết thằng Măng đột nhiên ngây người Thì bèn vỗ tay vào vai Này sao tự nhiên mặt tái đi thế Thằng Măng chỉ tay về phía tấm di ảnh rồi thốt lên Cái cái cô gái kia sao nhìn quen thế Thằng Huy nhau mắt nhìn theo hướng tây chỉ rồi bật cười Bà vợ cá chết từ đời tám hoánh của ông rể ta đấy Mày biết bà ta sao mà thích quen Thằng Măng căng thẳng nhìn lại tấm hình Nhưng chỉ thấy một khuôn mặt buồn rầu Nước ảnh đen trắng cứ không nét Cho nên tấm hình càng thêm u ám Nó liền buột miệng rồi nói Không biết nữa tự nhiên thích quen lắm Huy liền bật cười Đừng nói rằng là hình như con ma nữ mà tụi bay gặp đêm qua đó Thằng Măng vốn không nghĩ đến hình ảnh ma nữ bên chiếc giếng đêm qua Nhưng nghe Huy nhắc đến mới trột dạ Phải không? Có khi nào là chị ta? Huy liền đáp Có khi thật đấy Cô ta chính là người bị yêu tinh giếng bắt đi mấy năm trước Tụi mày lúc ấy còn nhỏ cho nên là không có biết chuyện đâu Thằng Huy liền đáp Các mà chị không biết đó Chứ tụi này còn dẫn nhau đi xem mấy chú vất xác của bà Thanh lên bờ cơ mà tôi còn đứng xem người ta khám xét tới lúc được cái xác về chôn hồi căng mắt nhìn em trai tỏ vẻ ngạc nhiên thế có đúng là lúc vớt lên xác của bà thanh không nhắm mắt như người ta đồn đại không hai mắt của bà đấy trận ngược miệng há hốc ra cái môi còn bị rứa ra nữa mũi méo sang một bên nói chung là vô cùng kinh dị ấy thằng măng liền quát bậy bạ nào Hồi đó bà bu tao đi bắt cua ở gần đấy có chạy lên xem Cái lúc mà công an người ta khám xét Bà bu ta có từng kể là chị ta chết ngồi Tóc tai thì rụng sạch chưa cả sọ ra Thịt thối giữa Chứ lấy đâu ra mắt trợn tròn mồm há hốc như mày kể Đúng là bị chuyện linh tinh Còn Huê hơi rùng mình Nó liền bụm miệng nôn khan Thôi thôi tụi mày đừng có nhắc tới mấy cái đó nữa đi Ta mới vừa ăn khế xong bây giờ khế nó đang lên cổ rồi đi này Thằng Huy đứng dậy phủi đít rồi nói Thế thì tụi này về Đang tính cho bà Bảy về nhờ bà ấy chuyển cho bà ấy bắt ma mà số nhỏ chẳng gặp được bà ấy. Con Huệ hơi nhíu mày nhìn em trai. Tụi bay lại tính bắt ma nữa sao? Đêm qua bị một trận thừa sống thiếu chết vậy còn chưa có biết sợ hả? Trận đêm qua không có tính, lần này phải gặp được bà Bảy giúp sức thì con ma ấy mới gọi là hết đường chạy thoát. Có thật là con ma ở đó không vậy? Chỉ không tin lời nói của tôi sao? Cả hai thằng tôi đều nhìn thấy nó biến thành thằng quân đó, là ma hay là yêu tinh giếng không rõ thằng măng liền đáp em chỉ biết nó là ma nữ vì tóc của nó rất dài thôi nó nói xong chẳng hiểu tại sao mà mắt lại liếc ngược vào bên trong nhà nhìn về tấm di ảnh của thanh niên ban thờ cảm giác lạnh lẽo chảy dọc sống lưng thằng măng nó bỗng dưng dùng mình một cái cảm giác ấy giống hệt cảm giác đêm qua nó từng thấy nó liền tự hỏi từ khi nào mình lại yếu đuối như vậy hai thằng nghe con huê kể lại chuyện yêu tinh giếng và câu chuyện yêu tinh bắt người thế mạng huê cũng nhấn mạnh thêm chuyện thanh là kẻ được yêu tinh bắt giữ chính bởi vậy ngày thanh mất mọi người phải dùng dây gai bền thừng trói tay chân của thanh lại vinh nhau thằng Măng liền cho mày nói mà cái bà thanh ấy lúc chết là ngồi chết ở dưới giếng vậy thì người ta cho bà ấy vào quan tài bằng cách nào được chứ câu hỏi ấy cứ xoắn vào trong đầu của nó nó tò mò lại muốn tìm hiểu xem Rốt cuộc sự thật cái chết của Thanh là như thế nào Tới đó nó thư thần đứng ngay ngã ba đường Đợi mấy thằng bạn cùng đội đi gặp ngay Thuật Thuật cất tiếng hỏi Sao rồi anh Hùng Thế đã khỏe chưa mà tối nay lại tha thần ở ngoài đường thế Cậu không sợ lại bị ba bắt như tối qua sao Thằng Măng chạy lại cảm ơn Thuận đã cứu mình một mạng Thuận liền đáp Không có gì Nhân tiện gặp thì giúp chú em thôi Nhưng mà nửa đêm anh ra đường làm gì thế à Phải nửa đêm các chú ra đường làm gì Thì tụi em đi bắt ma Anh thì bị người ta dẫn đến đó Ai ai dẫn anh đến à Mà nữ Câu nói đùa của Thuận khiến cho thằng Măng cụt hứng Nó liền thở dài Biết rồi dù sao thì cũng cảm ơn anh nhiều lắm Nếu không có anh thì có khi là em cũng thành kẻ thế mạng cho cái bà Thanh cũng nên Thật liền nhú mày Cậu nói bậy bạ gì thế Mang thật thà kể lại câu chuyện về yêu tinh giếng Mới được điều tra trong ngày hôm nay cho Thuật nghe Thật nghe vậy thì liền phá lên cười Vậy mà cũng có người tin cho được Mà có thật đấy anh Chính mắt em nhìn thấy Đứa nào điêu làm chó nhé Còn mà ấy tóc dài lắm Tuy em không thấy mặt nhưng mà lúc lướt qua hình ảnh vợ cũ của anh Tân Em lại cảm giác chính là cô ta Thuận nghe măng nhắc đến Thành tự nhiên thấy nóng mặt Cậu đừng có nói vơ vẩn đó Măng thấy thuật tỏ vẻ khó chịu Thì bèn lấy cớ về nhà rồi chuẩn ngay Thuận lăng thăng một mình Đi kiểu gì lại đến trước ngày trước giếng Cậu nhớ lại chuyện đêm qua lúc đang ngủ Có người gọi giật giọng cậu đi cứu người gấp cậu tỉnh dậy mà cũng quyết chạy theo lời chỉ dẫn đó quả nhiên vừa đúng lúc măng bị rơi xuống giếng sự việc trùng khớp giữa giấc mơ và hiện tại khiến cho thuật càng thêm mơ hồ cậu từng hỏi liệu có phải có người nào đã báo mộng cho cậu biết cho nên cậu mới xuất hiện đúng lúc để cứu người như vậy thâm tâm của cậu chợt nghĩ đến thanh liệu có phải là em làm không thanh huệ tới lúc ăn khế chấm mắm cay xè của tụi thằng huy xong tới tối thì cứ lẩm rẩm rồi nôn khan cô từng nghĩ chắc do bị ám ảnh bởi lời kể về xác chết của thanh cho nên cô mới có biểu hiện khó chịu như vậy bà mai thấy con dâu thi thoảng ôm miệng nôn khan thì lại mừng ra mặt còn huệ chắc phải có tin mừng rồi phải không huệ đỏ bừng mặt rồi nói sao mà sớm thế được hả mẹ Còn với anh tân cũng mới đám cưới mà con sợ đồ ăn lắm phải không Hay nôn khan nữa Đây là biểu hiện của phụ nữ mang thai Hội nghe mẹ chồng nói như vậy Thì mừng lắm Nếu quả thật cô có đứa con này Thì mối quan hệ của cô và Tân Sẽ được cải thiện đáng kể Cô tự mỉm cười mãn nguyện Bởi cô đang được làm cái chuyện Mà thanh sư kia không làm được Đêm đó Tân cũng không về Dường như cậu ở lại hợp tác xã Càng ngày càng nhiều Hơi ban đầu vì chuyện ấy mà đau lòng Hiện tại cô có tin mừng cho nên quên cả việc chồng không về nhà Cứ hát líu lo liếu lồ như họa mi Mãi muộn Huê mới đi ngủ Đang chập chờn dần vào trong giấc ngủ Thì bất chợt nghe thấy tiếng gọi khẽ khẽ Huê dậy đi Có con rồi Mặc thêm áo và kẻo lạnh con khuê ngồi bật dậy ở giữa giường cơ thể cô đang run lên bần bật cô ôm cánh tay của mình mà suýt xoa sao lại lạnh thế này Huệ kéo chiếc vỏ chăn chùm kín người cho khỏi lạnh rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một lúc sau tiếng nói lại khe khẽ vang lên mặc thêm áo vào kẻo lạnh con Huệ mở mắt bỗng thấy mẹ chồng đứng ngay ở đầu giường Bà đưa cho cô chiếc áo màu hồng nhạt và dặn Có em bé rồi mặc thêm áo vào cho kèo lạnh đứa bé Hơi liền gật đầu đưa tay nhận lấy chiếc áo từ tay mẹ chồng Tuy nhiên vừa chạm vào chiếc áo Thì toàn thân cổ Huy lại run lên từng cơn Ngủ đi ngủ cho ngon Huy chưa kịp nói gì Thì bà Mai đã nhanh chóng rời khỏi phòng Huy thắc mắc thầm Sao mẹ lại đưa áo lúc nửa đêm tặng áo cho mình chứ Cô khoác chiếc áo lên người rồi lại nằm xuống Và ngủ một mạch cho đến sáng Ngày hôm sau Huê tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao Bà Mai nhìn con dâu mặt hơi tái uể oải bước ra khỏi căn buồng Thì vội vã hỏi thăm Con không ngủ được hay sao mà nhìn con mệt mỏi vậy Huê liền vươn vai rồi đáp Con ngủ khỏe mẹ ạ à? Bà Mai nhìn chầm chầm vào Huê như muốn hỏi điều gì đó Nhưng lại không mở lời Hồi đi làm Bà vội thắp lên bàn thờ của thanh nén hương Rồi thì thầm nói chuyện khá lâu Cho tới khi Tân về nhà Cậu liền lao vào hỏi mẹ Tại sao mẹ lại đưa cho Huê mặc chiếc áo con may cho Thanh Bà Mai liền sừng sốt Chiếc áo nào mẹ đâu có đưa cho con Huê Cô ấy nói là chiếc áo màu hồng đêm qua mẹ đưa cho cô ấy đó là áo con may cho Thanh cơ mà Sao mẹ lại làm vậy chứ Bà Mai bây giờ nghĩ đến việc Khuê đang mang thai đứa cháu của mình Mà nhún nhường hạ giọng nói Thôi được rồi Chỉ là một cái áo thôi mà Còn Huê nó thích thì cứ để cho nó mặc đi Với cả con bé đang mang thai Con đừng nói gì để con bé phải kích động Tân liền thở dài thườn thượt rồi đáp Con biết rồi Nhưng mà từ nay cái gì của Thanh Mẹ đừng động vào như thế Tân nói xong bỏ đi khỏi nhà Ông Mai vừa hay nghe được câu chuyện của hai mẹ con Ông liền thắc mắc Sao bà lại để đồ của con Thanh đi cho con Huê Bà biết cái thằng quý tử của bà nó ghét việc ấy cơ mà Bà Mai lườm chồng Ông thì biết cái gì chứ Tôi có bao giờ động đến chiếc tủ của tụi nó đâu Làm sao tôi lấy áo đi cho con Huê được chứ Ông Mai chợt hiểu ra vấn đề Ở thế ý của bà là con Huê nó tự lấy áo mặc đó sao có thể là nó thấy trong tủ cho nên là nó bỏ ra mặt thôi Bà Mai xoay người bỏ vào trong buồng Ánh mắt của bà vô tình lướt qua tấm di ảnh của Thanh Dường như khóe miệng của cô đang cười Bà Mai không hiểu tại sao hình ảnh ấy lại xuất hiện trước mắt của bà tấm di ảnh của thanh xưa nay man mát buồn bà hay trách con dâu vốn con nụ cười rất đẹp nhưng sao tấm hình lại buồn đến thế bà liền chẹp miệng con thành đúng là cái số khổ thật đó đến chết mà cũng bị người ta gắn cho cái mác là yêu tinh ông mai liền đáp lời của vợ bà tin mấy cái lời đồn nhảm nhí ấy làm cái gì yêu tinh ở đâu ra thì giờ cả làng đang đồn ầm lên là con Thanh bị yêu tinh bắt thế mạng đó Nếu mà ngày ấy ông không có tin cái chuyện đó Thì sao còn nghe lời của người ta Dùng cái dây gai trói tay con bé lại Rồi mới mang đi chôn Thì tôi biết làm thế nào được chứ Bà không thấy là toàn ông bà già cả Ở trong làng kéo đến nhà mình Như là biểu tình đi thôi Tôi mà không theo lời của họ Thì không biết chừng họ lại đòi mang xác của con bé buộc vào bè chuối mà thả trôi sông ấy chứ Quả nhiên đúng là có sự việc ấy Ngài Thanh mất nhiều người lo lắng tới chuyện yêu tinh hại người Cho nên có chủ ý muốn thả sắc của Thanh trôi sông Họ nói rằng làm cách đó thì linh hồn của Thanh không thể trở về Để làm hại những người dân trong làng Ông Mai vốn là bất đắc dĩ mới phải tự tay dùng dây trói con dâu của mình lại Lúc ấy Thanh quả thần rất đáng thương Cô bị ngầm dưới nước cả tuần lễ Thi thể đã chẳng còn nguyên vẹn Hơn thế nữa do tư thế lúc chết là đang ngồi cho nên ông Mai phải lấy dây chói vài vòng quanh thi thể của Thanh Để sớm được mang con dâu đi chôn cất Để an ủi cho linh hồn cô bé Chiều hôm ấy Thủy về thăm nhà ngoại Cô dắt theo cả hai thằng con trai tới nhà ông bà chơi Ông Mai thì đi xử vụ thanh niên bên làng bên Sang làng trộm gỗ Bị bắt nhốt vào nhà kho cho nên vắng nhà Mình bà Mai ở nhà chơi với tụi nhỏ Thằng có trai của Thùy vào nhà bỗng khóc ré cả lên Hai mắt của nó mà thao láo rồi chạy ra ngoài Thùy liền tức giận rồi quát Có im miệng đi ngay không hả Tao đánh bỏ mẹ mày bây giờ Bà Mai liền lườm con gái Còn khóc mẹ không dỗ Lại còn quát tháo tội nghiệp bọn trẻ Bà Mai tiến lại gần thằng cháu hỏi han Cháu làm sao mà khóc Mà con sợ mà Thủy nghe con trai lắp bắp vài từ ấy thì lại như phát điên Đúng là vơ vẩn mà, ma ở đâu mà ra Thằng bé liền ôm chặt lấy cổ của bà ngoại rồi gào lên Bà Mai vỗ về nịnh nọt một lúc thằng bé mới nín Nó vừa nấc vừa nói Mà có mà bà ơi cháu sợ Được rồi ngoan bà thương Bà Mai biết thằng bé vào trong nhà Nhưng nó lại sợ có người lại Hai mắt của nó láo liên nhìn khắp xung quanh Dường như nó vô cùng hoảng loạn Thủy thích con trai sợ sệt cũng ngạc nhiên lắm Nhưng không mấy để tâm Thằng con trai thứ hai nhà Thủy bây giờ đang đứng ở góc nhà cũng bật khóc nức nả Thủy nhìn vào thấy thằng bé đang lùi sát người vào góc tường Hai tay đang che mặt mà khóc Cô lại quát Lại làm sao nữa đây Hôm nay tụi bay điên hết rồi sao Bà Mai bước nhanh chân dắt tay thằng bé ra ngoài Mắt của hai cháu vẫn đang nhìn dồn về một hướng Dường như trong nhà có thứ gì đó vô cùng đáng sợ Khiến cho chúng khóc quả lên như thế Bà Mai biển thắp nén hương chầu lên bàn thờ các cụ Mong các cụ thương cho lũ trẻ Từ trẻ vậy mà nín khóc Thì liền nhíu mày Có chuyện trùng hợp vậy sao Không lẽ trong nhà có ma Bà Mai liền đáp Con đừng có nói bậy bạ kéo các cụ quả cho đấy Các cụ nhà mình chứ ma quỷ cái gì Huê bấy giờ mới về đến đầu ngõ Hai đứa trẻ liền giao lên Bác Huê Huê ôm lấy hai đứa cháu vào trong lòng Rồi hít hà lên má của tụi nhỏ Bọn trẻ nhanh chóng quên đi nỗi sợ hãi bàn nãy mà cười khúc khích Thuê liền huyết tay vào Huê Thế nào nghe mẹ nói là mày có bầu gì hả Huê liền gật đầu bà Mai giận nói Còn vì trả cái Còn là em thì phải gọi bằng chị Huê Giờ dạ, con Huế nó là vợ của anh Tân thì phải gọi bằng chị chứ Đừng có mày tao nữa kẻo người ta lại cười cho Thùy liền nói Còn quen miệng rồi Bao nhiêu năm nay mày tao bây giờ bắt gọi bằng chị nó ngược mồm lắm Thùy kéo Huê vào trong buồng tỉ tê tâm sự Bà Mai dắt hai cháu ra vườn ngày sau đó Trong phòng Thùy hỏi han Huê về vụ bầu bí Huê xem chừng mừng lắm Không ngờ lại dính nhanh thế mừng quá mày à Thì lão Tân thái độ thế nào Nghe tin cũng mừng nhưng mà cũng không thể hiện ra ngoài Thôi đừng buồn nha Tính của lão như thế đấy Thủy nhìn chiếc áo huy mặc trên người mới nói Đẹp thế Màu áo này khó kiếm lắm đó Mày mua ở đâu Huy nhìn chiếc áo màu hồng mà mẹ chồng đi cho đêm qua Rồi cười cười không đáp Thủy liền bĩu môi Gớm hay là ông Tân mua cho chứ gì Không là mẹ cho đấy Thủy liền tròn mắt sừng sốt Mẹ mua phải không phải Thủy tỏ ra bất bình Đấy Bây giờ mẹ lại yêu thương mày hơn cả con gái rồi đấy Tao đây chả bao giờ được mẹ mua cho cái áo đẹp như thế này đâu Trước tao thích cái loại vải này lắm Nhưng mà không mua được vì nó hiếm Mày đúng là sướng thật Thấy Thủy tỏ ra buồn rầu Huê lại thấy áy náy Cô thầy chiếc áo đó ra rồi bảo Thôi mày thích thì lấy về mặc đi Chị em trong nhà với nhau cả Có gì thích cứ bảo tao Thật nha mà chỉ lo mẹ chồng thôi yên tâm vụ này tao lo hôm nào tao mua được cái áo khác tao đền cho mày chúng ta đánh đổi nhé hồi dĩ nhiên là không ý kiến gì bởi cô biết tính của thủy một khi cô ta thích thì cô ta sẽ lấy cho bằng được thà rằng huê cho em chồng rồi nói khó với mẹ chồng chứ phật ý cô nàng này thì cuộc đời của huê sẽ khó sống hơn rất nhiều thủy khoác vội chiếc áo lên người đứng trước gương và ngắm nghía Dường như chiếc áo vừa vặn như in với thân người của Thủy Thủy thích thú với chiếc áo mới cho nên giặt sạch sẽ Rồi treo lên máy hiên phơi Phòng của Thủy mở cửa sổ sẽ nhìn ra được ngoài cho phơi quần áo Tôi đến cô bàn tính với chồng chuyện vay tiền lấy vốn rồi kinh doanh gỗ Hai vợ chồng bàn tính tới tới muộn mới đi ngủ Trời bắt đầu nổi gió Thủy ra ngoài cài lại cánh cửa sổ Tránh lúc ngủ mưa to hắt nước vào trong phòng Lúc ấy chiếc áo mới của cô vẫn treo lơ lửng ở ngoài mái hiên Nửa đêm rông tố ẩm ẩm Thủy đang ngủ say thì bỗng nhiên bị bàn tay của ai đó làm cho tỉnh giấc Cô khó chịu nhăn mặt Để yên cho em ngủ đi Bàn tay ấy vẫn luồn vào giường phía Thủy nằm cố tình kéo cô dậy thì bực mình đạp mạnh về phía của lê khiến cho anh suýt nữa ngã xuống giường anh lùm cùm bỏ dậy rồi nói có cái chuyện gì vậy sẽ em đạp anh để yên cho em ngủ lê ngờ ngác anh đang bị em làm cho tỉnh giấc anh ngủ chứ có làm gì ở đâu mà em nói thế thì kéo chiếc chăn đắp ngang bụng rồi lẩm bẩm ngủ đi đừng khều em nữa mệt chết đi được đó Hai vợ chồng lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Cánh cửa sổ bỗng dưng bật chốt Gió lùa mạnh mang theo hơi lạnh sọc vào trong căn phòng của hai vợ chồng Thủy Cô lệ dùng mình suýt xoa Lạnh thế Rồi tiếng cánh cửa ken kết kêu Do tiếng gió thổi lọt vào tai Khiến cho Thủy cảm thấy khó chịu Cô đạp chân vào người của chồng anh sẽ đóng cửa đi cửa sổ bị bật chốt rồi kìa lê vẫn nằm im không có gì động tĩnh thì đạp thêm mấy cái mà lê không dậy cô tức giận liếc mắt nhìn chồng rồi giơ nắm đấm nhằm thẳng về anh mà đánh dậy đi lê vẫn ngủ say chẳng biết gì cả thì bực lắm nhưng mà lười nhác cho nên không dậy đóng cửa lại mà nằm xuống kéo chăn chùm lên đầu mà ngủ đáng tiếc tiếng mưa lớn tiếng cửa ken két cứ lọt vào tai Khiến cho Thủy không thể nào có thể ngủ được Sau cùng cô bật dậy nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ Chiếc áo treo trên dây phơi của cô đã biến mất từ lúc nào Thủy nghĩ ngay tới chuyển gió thổi mạnh quá Cho nên chiếc áo bị bay xuống đất Cô suy nghĩ thoáng qua rồi nhanh chóng xuống giường Mở cửa ra ngoài treo chiếc áo lên Quả nhìn chiếc áo bị gió thổi bay xuống bậc hiên nhà Mưa làm cho chiếc áo ướt súng Thủy vắt mạnh chiếc áo cho bớt nước Rồi cầm vào trong nhà treo lên dây phơi sát bên cửa sổ Cô kéo cánh cửa lại Rồi đóng chốt thật chặt Sau đó đi ngủ Một lúc sau căn phòng chuyển lạnh dần Toàn thân của thể run lên Cô nghe có tiếng thì thầm nói Trả áo cho tao thì lúc đó đang mơ màng Nhưng chưa phải say giấc Cô liền buột miệng trả lời Áo nào trả cái áo gì mà trả Trả áo cho tao Thêm một lần nữa Thì nghe tiếng câu nói lạ vang lên ở trong phòng Trong đầu thì dường như rất tỉnh táo Cô ngồi dậy nhìn quanh căn phòng thân thuộc của mình Đột nhiên cô lẩm bẩm Bà Huy đòi áo của mình á à, Đúng là đồ điên Nói xong thì tiếp tục nằm xuống ngủ đáng tiếc cô liên tục nghe thích câu nói trả áo cho tao vang lên lúc mơ màng thì mở mắt thấy thân hình một cô gái tóc dài đang đứng nhìn mình chằm chằm cô liền hét lớn ai thế sao lại ở nhà tôi mặt cô gái bị tóc che phủ kín trên khuôn mặt cho nên thủy không nhận ra ai tia sét chấp nhoáng ở bên ngoài bầu trời khiến cho căn phòng sáng lên rồi tắt ngúm thủy dùng mình rồi nói ai vậy trả áo cho tao vẫn là câu nói ấy thủy tức giận nói áo nào của mày mà mày là cái đứa nào sao đến nhà tao mà đòi áo trả áo cho huê đi Thủy nghe rõ một một cô gái đang đòi chiếc áo cổ huê, cô liền hừ lạnh. Đúng là đồ điên, sao tự nhiên lại nằm mơ thấy cái huê đòi áo chứ? Hóa ra là Thủy đang tưởng rằng mình đang nằm mơ, cô nằm xuống tiếp tục nhắm chặt mắt để thoát khỏi giấc mơ đó. Tuy nhiên cô gái kia không cho Thủy ngủ, cô càng cố ngủ thì không tài nào có thể chập mắt. Thì ngồi dậy hét toán cả lên: Mày là đứa nào? Sao lại đến đây khóc thuê hộ bà huê thế hả? À? áo của bà Huy cho tao rồi Biến đi để chúng ta còn ngủ Cô gái cầm chiếc áo ướt súng đưa lên trước mặt của Thủy Cảm giác lạnh lẽo bao trùm khắp căn phòng Thủy toan giật lại chiếc áo Nhưng lại chụp hụt vào khoảng không Khiến cô nhào ra sát mép giường Thiếu chút nữa thì lộn cổ xuống đất Cô nhanh tay kéo lít tóc của cô gái kia Mày không trả chiếc áo lại vị trí cũ Thì mày chết với tao đó Nhưng kỳ lạ thay Cô gái kia không đánh trả Nguyên một mảng tóc bị Thủy túm lấy bỗng nhiên nhanh chóng rụng ra ngoài đúng lúc ấy tia sét lóe lên thì nhìn rõ khuôn mặt cô gái nhảy nhụa máu với một mảng tóc bị chóc khỏi đầu khiến cho thủy tưởng tới tư phát ói cô muốn ném mảng tóc ấy ra xa nhưng không hiểu sao thứ tóc kia cứ cuốn lấy tay của thủy không thể nào có thể vứt ra được thủy sợ hãi khi khuôn mặt nhảy nhụa kia đang tiến về phía của mình cái miệng cô ta bắt đầu cười kèm theo một nụ cười ấy là bằng da thịt thối giữa đang rụng xuống giường của thủy Trả áo cho tao Áo Cái áo này của mày thì mày lấy đi Tránh sao tao ra cái thứ ghê tởm Khuôn mặt của cô gái bỗng nhiên khựng lại Cô ta nhắc lại câu nói của Thủy Thứ ghê tởm Ghê tởm Nhanh như chớp Cô gái bỗng mềm nhún như sợi bún Rồi đổ ập nguyên một đống xuống đất Toàn thân cô gái lướt qua mặt của Thủy Rồi lao vút qua ngoài cửa sổ Biến mất trong bản đêm Thì bây giờ cơ thể đang run lên cầm cập Thứ cảm giác sợ hãi đang len lỏi khắp các bộ phận trên cơ thể của cô Sợ dĩ cô mạnh miệng tới vậy Là cô nghĩ mình đang nằm mơ Sáng ngày hôm sau Lê Vũ về lên mặt của vợ Dậy đi em Sao đêm qua mơ mộng gì mà nói nhiều linh tinh thế hả Thủy hé đôi mắt mệt mỏi Em gặp ác mộng mà giấc mơ như thật vậy đó đáng sợ lắm lê xuống giường trước thì lồm cồm bỏ dậy sau tự nhiên bàn tay cô có thứ gì đó đang bị ràng buộc với nhau cô rút tay khỏi chăn thì bằng hoàng khi cánh tay bị quấn đầy tóc thì hét lên để kinh hãi khiến cho lê giật mình chuyện gì vậy em làm ơn đừng hơi tí là hét toáng lên được không tóc tóc của ai đây sợ lại nhiều tóc thế này Lê nhìn mớ tóc đen đang cuốn lấy tay của vợ thì nhăn mặt Gớm nữa ngủ mấy kiểu gì mà giật cả tóc của mình thế hả Em túm nguyên cả cái mớ tóc thế không thấy đau đầu sao Thủy nuốt nước bọt ừng ực Bởi lẽ tóc của cô sợi mảnh và ngắn Thứ tóc mà cô cầm trên tay này sợi đen Dày và rất dài Trong nhà cô tóc mẹ chồng đã bạc Tóc cô thì không đúng Vậy thì cái mớ tóc ấy là của ai Thủy dùng mình nghĩ lại giấc mơ đêm qua Cô nhìn vội qua cánh cửa sổ Rồi nhìn lên chiếc áo treo ở trên dây phơi mà thốt lên Áo của em đâu Áo nào sao em lại hốt hoảng như thế Chiếc áo màu hồng đêm qua em vắt ở trên dây phơi Thủy chỉ tay vào chiếc dây phơi mà đêm qua cô đã vắt chiếc áo lên đó để kinh ngạc Chiếc áo đã hoàn toàn biến mất Chiếc áo Thủy tự tay cầm vào đêm qua đã biến mất kèm theo mớ tóc trên tay bây giờ mới khiến cho Thủy dùng mình sợ hãi. Thủy đang cố nhớ lại giấc mơ đêm qua, xem rốt cuộc chuyện đó đơn giản là giữa cô nằm mơ hay đó là sự thật. Lê thích khuôn mặt của vợ càng lúc càng tái đi thì bắt đầu lo lắng. Em làm sao vậy Thủy? Sao mặt mũi em tự nhiên trắng bệch như thế? Thủy hơi run giọng rồi đáp. Em, em thấy có cái gì đó rất lạ, em hình như là gặp Ma. Mấy từ vừa thốt ra khỏi miệng của Thủy Lập tức mấy đứa trẻ òa lên khóc Mẹ Lê vội vàng ôm lấy các cháu dỗ dành Tuy nhiên bọn trẻ cứ càng ngày càng khóc tợn Lê thấy các con khóc lớn như vậy thì xót Cho nên chạy lại ôm lấy từng đứa nực Nín đi, nín đi rồi, rồi bố thương Thằng bé nấc lên từng hồi mà chưa thể nín ngay được Lê vỗ lưng cho con nhẹ nhẹ Được rồi, ai chiêu con, con nói để bố đánh chết nó nào mà sợ mà Thằng bé lắp bắp mấy từ ấy Làm cho Lê cảm thấy hơi khó chịu Cậu không hiểu sao mới sáng ra Hết vợ lại đến con cứ nhắc đến ma vi quỷ Cậu lớn tiếng rồi nói Được rồi ma thì bố đánh ma Con ngoan đi bố đánh chết nó luôn này Trẻ con nghe Lê nói vậy thì nín được ngay Mẹ Lê bế một thằng cháu thứ hai vòng ra ngõ để dỗ cho cháu nín con hầu là em gái út của Lê đi chợ về tới đầu ngõ Nó rút bánh rậm trong làn Rất đưa cho thằng cháu Cô cho cháu này sao mới sáng đã khóc nhẹ thế hả Thằng bé nhận lấy cái bánh từ tay của cô hậu mặt mũi hớn hả Bà Lê liền đáp Chẳng hiểu cái nhà này nó làm sao cả Mà ba mẹ con con Thủy nói là ma quỷ gì đó Cho nên là tụi nhà nó mới khóc Hậu liền ngạc nhiên nói Mà, mà ở đâu ra hả mẹ Ai mà biết con hỏi chị dâu con đó Ôi xảo ơi Chắc lại mơ mộng vớ vẩn thôi Chứ ma quỷ đâu mà sẵn thế Mà ba mẹ con bẫy lại gặp được Hậu xách làn vào trong bếp Thì cũng vừa rửa mặt lấy lại tinh thần Thế hậu thì vội vàng hỏi Cô hậu về khi nào vậy Sao tôi không biết Em về đêm qua lúc ấy anh chị đi ngủ rồi à Thì liền nhíu mày Vậy là đêm qua cứ ngủ ở nhà sao Phải rồi chứ chừng nghĩ là em ngủ ở đâu Thủy lướt ánh mắt nhìn xoáy vào đứa em chồng này Đây là người luôn đối đầu với Thủy kể từ lúc cô về làm dâu Hậu cũng là một thành phần khó trị nhất trong gia đình Thủy thầm nghĩ Vậy là đêm qua con bé Hậu ở nhà Mớ tóc ấy có khi nào của con Hậu không Và con bé muốn làm ma dọa mình Thấy chị dâu nhìn chằm chằm vào mình thì Hậu thắc mắc Sao vậy mới sáng ra mà chị nhìn em lạ thế Mặt em dính bốn đó hả Cô có thấy chiếc áo hồng chỉ phơi ở trên dây không? Thủy không ngần ngại hỏi thẳng vào vấn đề Hậu thắc mắc nói Áo nào? Nghĩa là cô không thấy Hậu liền lắc đầu Em về thì đi ngủ ngay cho nên là cô không để ý cái áo của chị Sáng giờ em đi chợ sớm cho nên là càng không biết đâu Ông Lê từ ngoài vườn đi vào Tay cầm chiếc áo rơi lên rồi nói Còn Thủy tìm cái áo này phải không? Thì nhìn chiếc áo của mình trên tay của bố chồng thì sừng sốt Bố, bố thấy cái này ở đâu à? Ông Lê chỉ tay ra góc vườn, ngay chỗ rãnh thoát nước Đấy, chắc đêm qua gió to nó thổi rơi xuống đất Rồi mưa nó cuốn cái áo vào trong cống May mà lỗ cống có cái cục đá chứ không thì nó trôi luôn cái áo đi rồi Thì thấy sự việc càng lúc càng trở nên lạ Rõ ràng từ tay của cô đã cầm chiếc áo vào trong nhà thì tại sao chiếc áo lại rơi ra ngoài vườn được Thì quay lại nhìn hậu đánh giá Có khi nào con hậu này ném áo của mình đi Hay đơn giản là đêm qua Mình không hề mở cửa ra ngoài hiên Để cất chiếc áo vào trong nhà Thủy hít một hơi thật dài Xóa bỏ mọi thắc mắc ra khỏi đầu Cô nghiêng về chuyện hậu cố ý dọa ma của mình Bởi xưa nay hậu chẳng ưa gì cô chị dâu như Thủy Ngày Thủy quen với Lê chính hậu cũng là người phản ứng gầy gắt nhất dù cô có lấy lòng của hậu bao nhiêu đi chăng nữa thì cô em chồng này cũng không hài lòng bởi vậy không lấy được lòng thì thủy buộc phải dùng uy của mình để áp chế lại em chồng hai chị chồng của thủy thì dễ do cả hai đi lấy chồng cả riêng hậu thì chưa chồng con cống lại thuộc thành phần ngang ngạnh khó bảo cho nên nhiều lần thủy giờ khóc giờ mếu với cái bà giặc bên ngô này thì cầm chiếc áo ra cầu ao giặt cho sạch bùn đất Hậu đứng trong cửa bếp nhìn ra bên ngoài tủm tỉm cười Lê bắt gặp em gái thay độ khác thì liền chặn hỏi Chuyện cái áo là như thế nào? Anh bị hâm mà liên quan gì đến em? Tốt nhất là không liên quan Chỉ dâu cô không phải là người dễ dẫn mặt đâu nhá Cô muốn yên thân ở cái nhà này thì cứ liệu hồn đấy Làm gì nháo? Anh tưởng tôi sợ chắc Bấy bắt viết được cả nhà cho nên lộng hành thôi chứ tôi đách sợ đâu nhé hơn nữa tôi làm quái gì đâu mà phải sợ Lê không phải không biết tính của vợ và em gái 6 năm liền thì về làm dâu đã xảy ra bao nhiêu biến cố Không ít lần va chạm giữa hậu và thủy Mà cậu tưởng chừng như không tài nào có thể hàn gắn Có nhiều lần cô em út tắc quái Khiến cho gia đình của cậu thiếu chút nữa Thì tan đàn sẽ ngé Công may Thủy chẳng phải dạng vừa Cho nên dù võ nào Thì cô cũng tung chiều hóa giải Hậu không ưa gì Thủy Bởi vì bản tính của Thủy đanh đá và chua ngoa Hơn nữa cô ghét sự thảo mai Hai mặt của Thủy ở nhà chồng Hậu luôn cho rằng người phụ nữ sẵn sàng về tình yêu và tự tử Rồi lại chỉ vài tháng sau quyết định lấy lê Cho nên suy luôn là Thủy không phải là người trung tình Hậu cũng vốn lo cho cuộc sống hôn nhân của anh trai sẽ không được hạnh phúc Đặc biệt hơn là thái độ của Thủy khi về nhà chồng Luôn ra vẻ mình là nhất Điều đó thể hiện rõ ràng nhất khi cô sinh được hai người con trai. Hiện tại trong gia đình này ai cũng sợ Thủy, hậu làm sao mà cam tâm. Tân từ khi biết Huê mang thai thì ít về nhà Cậu lấy cớ ở hợp tác xã làm nhiều việc rồi ở lì trên đó Huê càng lúc càng thấy khó chịu với thái độ của chồng Ngay từ lúc bắt đầu cuộc hôn nhân này chính tân đã từng nói với cô rằng tôi có thể lấy vợ có thể cưới cô nhưng mà yêu thì tôi đã dành hết cho thành rồi tôi biết cô có cảm tình với tôi nhưng mà xin lỗi tôi không thể cho cô nhiều hơn một cái danh phận và một cái đám cưới nếu mà cô muốn huê nghe tân nói vậy thì cũng buồn lắm nhưng mà cô lại quan niệm rằng cưới trước yêu sau các cụ vẫn bảo là lửa gần rơm rồi lâu ngày cũng bén cho nên cô quyết tâm trả Huê yêu Tân là có thật Dù bao nhiêu năm trôi qua Nhưng mà tình cảm Huê dành cho Tân vẫn không thay đổi Cô mong rằng thời gian về làm vợ của Tân Thì cô sẽ thay đổi được chồng Cô muốn mình giúp Tân thoát khỏi Thanh Thay thế hoàn toàn vị trí của Thanh trong gia đình Bà Mai thấy con dâu mặt mày ủ rũ thì bèn hỏi chuyện Còn Huê nó không ngủ hay sao mà mặt mày ủ rột thế Đàn bà bầu bí khổ lắm Cố mà ngủ vào để giữ gìn sức khỏe Hồi vâng giả nhưng trong lòng đang dối như tơ vò Chuyện cô quan tâm nhất chính là làm thế nào Khiến cho Thành biến mất khỏi cái nhà này Cô không muốn ngày nào cũng vài lần nhìn thấy cái mặt của người chết ở trong nhà Nhất là hình ảnh của Thanh Huế cho rằng bởi vì gia đình vẫn còn thờ ảnh của Thanh Cho nên Tân lại càng khó quên đi được người vợ quá cố này hơi từng có ý bàn với mẹ chồng Chuyện trả lại di ảnh cho gia đình ông bà Tươi Bà Mai liền đáp Gia đình bên đó thì cũng vài lần xin mang ảnh thờ con Thanh về bên ấy Nhưng mà thằng Tân nó nói là nó không có chịu đâu Mẹ nghĩ là dần dần thời gian sẽ khiến cho nó nguy ngoài Còn sinh em bé ra rồi tình cảm cha con kéo thằng Tân về hiện tại Chứ trong đầu của nó bây giờ cứ hở ra cái là nghĩ đến con Thành Bà Mai dĩ nhiên chẳng cần giấu giếm chuyện của Tân có tình cảm sâu nặng với Thanh thế nào Thì Huê cũng đều biết điều ấy Đơn giản như là việc trong căn buồng của hai vợ chồng Huê Mọi thứ được sắp đặt y nguyên như lúc Thanh còn sống Lúc chuẩn bị làm đám cưới cho Tân và Huê Bà Mai từng muốn đặt chiếc giường lim mới Để thay thế cho chiếc giường mà Tân và Thanh đã dùng khi xưa Tân một mực không đồng ý Cậu nói rõ quan điểm Căn phòng này là của con và Thanh Cho dù Thanh không còn Nhưng còn muốn nó y chang như ngày cô ấy còn sống nếu chuyện này huê không chấp nhận được thì sau này không sống được ở đây huê nghe chuyện thì cũng giận lắm cô không nghĩ tới chuyện tân lại xử sự, sự như vậy cô là một người vợ mới của cậu ấy vậy mà cậu lại bắt cô sử dụng căn phòng cũ của họ phải dùng tất cả mọi đồ dùng chung với người vợ đã chết hơn thế nữa mọi sắp xếp trong căn phòng này không được phép thay đổi thời gian đầu huê chấp nhận nó cô muốn làm hài lòng tân rồi dần dần khi cưới nhau cô sẽ dùng quyền làm vợ để thay đổi mọi thứ cô đã quyết định như vậy và cũng đã làm đúng như thế chỉ có điều cô không kiểm soát được tình cảm của tân cứ mỗi lần cô thay thế thứ gì đó trong phòng thì tân lại nổi giận tuy anh ta không đánh nhưng mà nhìn đôi mắt đỏ ngầu giận dữ ấy huê không khỏi run lên vì sợ mỗi lần cãi nhau với huê về chuyện cô ít tự ý thay đổi căn phòng là mỗi lần Tân không về nhà. Huệ có lần theo dõi Tân và phát hiện Tân lang thang ra phần mộ của Thanh ngồi rất lâu. Dường như cậu thả tâm sự với một nắm xương chứ mặc nhiên không quan tâm tới người vợ sợ xà ở bên cạnh. Điều này càng khiến cho huê càng lúc càng căm thủ Thanh. Cô liền bàn với mẹ chồng. Vậy chúng ta có thể chuyển bàn thờ của chị Thanh vào một góc rồi che lại được không mẹ? Dù gì chị ấy cũng mất 4 năm rồi con thấy người chết sang áo là sẽ đổi bàn thờ đó mẹ bà mai xem chừng thấy đời đề nghị của huê cũng hợp tình hợp lý nhất là lúc bà vào huê đi xem thầy mo được thầy phán huê bầu con trai tuy nhiên trong nhà âm khí nặng nề và có sự ảnh hưởng tâm linh từ người vợ cũ cho nên yêu cầu gia đình che khuất di ảnh của người quá cố lại nếu được thì không nên thờ người vợ cũ giữa gian chính của ngôi nhà bà mai về bàn bạc với chồng sau cùng ông bà quyết định đóng cho Thanh chiếc ban thờ mới Treo trên góc trái nhà Xung quanh ban thờ bà Mai dùng rèm che phủ kín lại Nhìn từ ngoài vào không ai biết đó là ban thờ của Thanh Một điều quan trọng là không nhìn thấy khuôn mặt Thanh Thì không làm ảnh hưởng tới con dâu và cháu nội của bà Tần biết chuyện bố mẹ bản tình Ban đầu cũng phản đối Nhưng gia đình quyết định Để bởi chuyện tâm linh không thể đùa Cho nên cậu lặng im dù sao thì ông bà chỉ là chuyển ban thờ ra một chỗ kín đáo hơn như thế cũng tốt thành sẽ không phải hàng ngày nhìn người vợ mới của tân tân nghĩ thanh ở dưới suối vàng cũng dễ chịu hơn huệ can thiệp được chuyển chuyển vị trí ban thờ của thanh thì thùy phải trầm trồ thán phục công nhận là chị dâu tao giỏi đấy trước đây ai nói gì ông tân cũng không có nghe đâu vậy mà giờ ban thờ bị chuyển đi chuyển lại còn bịt kín mít thế kia nói chung là tao thích điều này Nhìn mặt bà Thanh ta phát ghét Đã thế chết đi rồi cứ đứng tránh anh ở dưới nhà Mỗi lần ta về thấy cái mặt đó là khó ưa Huê liền bật cười nói Cái gì nó cũng phải có nghệ thuật Giờ thằng thường yêu cầu chuyện ban thờ Thì ông bà già sao mà đồng ý Thủy nhau đôi mắt nhìn Huê với vẻ quái dị ai chà chà hiểu rồi Mai lại giờ trò đúng không Bậy nào Chứ không phải là mang cháu tao trong bụng ra uy hiếp sao Thảo nào mà lúc nghe mày nói chuyện xem bói là tao đã thấy nghi nghi rồi đó. Ta đang tự nghĩ trên đời này làm quái gì có sự trùng hợp thế. Hôi liền bật cười nói. Mẹ quý nhà con, cầu vàng trong bụng tao sẽ là báu vật giúp tao nắm giữ ông Tân và tống cổ bà Thanh ra khỏi nhà. Dù cho bà ta đã chết thì một chút về bà ta ta cũng không muốn giữ trong ngôi nhà này. Thùy liền bật cười sung sướng. Chiêu trò nhưng mà ta thích đấy thì ta cũng học chiêu trò từ mày đó thôi Chẳng phải trước đây mày cũng dùng nó Khiến cho bố mẹ của lão Lê sợ xanh cả mắt Lại còn làm cho hai bà chị chồng suýt nữa thì từ mặt đó thôi Đúng là trước đây Thì đã dùng chiêu trò nhà thầy Mo can thiệp Y chang như thế Cô đã dùng cái thai con trai Rồi mua chuộc ông thầy bói nói với gia đình của Lê Rằng cái thai trong bụng là quý nhân Nếu không cẩn thận sẽ thành mối họa cho cả gia đình Khi không thể giữ được Ông thầy còn nói có người muốn hại đứa con của Thủy Cái đó chính là người gần ngay bên cạnh họ Khiến cho gia đình của Lê một hồi nổi sóng Nhất là lúc bố mẹ của Lê vô tình phát hiện ra chuyện Hai cô con gái bản tính chuyển tống cổ Thủy ra khỏi nhà Sau khi Thủy mẹ tròn con vuông Được bé trai thì gia đình của Lê mới yên sóng lặng gió Chính hai bà chị chồng của Thủy Bị cô xoay cho vài vòng tới xa sầm mặt mày. Thủy nhìn Huê cười đắc ý Chúng ta hợp nhau đó May mà là bạn tốt chứ không kẻ thù thì khó thọ lắm Mà nhà tao đang gặp chuyện Con hậu nó về rồi Ở ly trong nhà Tao nghi con này nó làm trò ma quỷ Do tao suốt bao ngày qua Mày có kê sách gì dạy cho nó một bài học thích đáng không Chuyện cái áo tao cho mày lần trước đó hả Mà sao nó lại muốn dọa ma quỷ mày Ai biết được Nó vốn không có ưa tao Chính tao nghe được chuyện nó kể với bà chị chồng tao phụ tao sợ ma mà ra sao Tao tin chắc chắn là nó đang dở trò Mà chưa tìm được sơ hở Kể từ hôm mà hôi cho Thủy Chiếc áo màu hồng Cô liên tục gặp phải ác mộng Trong nhà cũng xảy ra rất nhiều chuyện lạ Thậm chí các con của Thủy Cũng thường xuyên khóc lóc ở giữa đêm Mỗi lần như vậy Thằng bé lại nhìn nói là thấy ma Ngay như chuyện đêm qua cũng vậy Thủy nằm mơ màng Thì nghe tiếng con trai khóc thét thì mở cửa buông sang phòng mẹ chồng thì thấy thằng bé cứ nhìn Thủy là khóc Ai hỏi gì thằng bé cũng không nói Mẹ Lê đưa thằng bé cho Thủy dỗ Nhưng mà thằng bé cứ nhìn thấy mẹ là như thể tim ma Nó sợ tới mức mặt mũi tái mét Mẹ Lê phải lấy chén nước đặt trên bàn thờ các cụ mà khấn Nén hương tàn nhưng cháu của bà không nín Bà liền quát lớn Thế rút cuộc là cháu sợ cái gì Mà Thằng bé chỉ nói duy nhất một từ như thế Rồi lại úp mặt vào vai của ông nội mà khóc Thủy muốn bế con Nhưng mà thằng bé lại sợ mẹ như sợ cọp Thủy tiến lại gần Thì thằng bé lại run lên gầm gầm. Cả nhà ồn ào Vì tiếng của trẻ con khóc Hầu bế thằng bé về phòng ngủ Thì thằng bé mới chịu nín đi Cứ như vậy hai đứa con của Thủy Càng lúc càng sợ khi nhìn thấy mẹ Huê liền ngạc nhiên Sao lại như thế chẳng lẽ chúng nó thì mặt thật sao? Không lẽ nhà mày thực sự có mà? <laughs> xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 3 của bộ truyện này.